với tiểu thừa là Nam Tông Bắc Tông. Đại thừa và tiểu thừa nằm ở trong tâm của quý vị á. Những vị nào tu hành còn nương theo sắc tướng là tiểu thừa. Những vị nào tu hành đã biết bổn tâm của mình, đã rõ bổn tánh của mình, hằng sống trong cái bổn tâm không sanh không diệt là đại thừa. Người tu hành không trụ chấp vào tướng, không trụ chấp vào tánh không của bản tâm, và thường tịch tịnh niết bàn, đây là người tu đạt đại thượng thừa. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ cái tướng thượng thừa chưa? Như vậy thì tiểu thừa, đại thừa và thượng thừa không phải là cảnh bên ngoài, mà cảnh từ trong bản tâm của đại chúng. Mà bản tâm của đại chúng thì nó phát khởi rất hay. Bởi vì có người mà còn sắc tướng thì họ phải nương cái âm thanh để mà họ vào đạo. Còn người không có còn sắc tướng nữa thì đi đứng nằm ngồi họ đều trụ vào không để họ vào đạo. Còn người mà cao hơn nữa thì họ không còn một cái gì để mà trụ, để mà vào đạo, để mà họ chấp nữa hết thì họ vào đạo. A Di Đà Phật. Thành ra ba bậc này là do duyên khởi từ trong cái bản tâm của tất cả quý đại chúng vậy. Bây giờ nói về cởi nút, tuy phải theo thứ lớp, sáu đã cởi, một cũng không còn. Nơi các căn chọn tánh viên thông, nhập lưu được thì thành chánh giác. A Di Đà Phật. Bốn câu này Đức Phật chỉ rõ ràng. Quý vị thử lấy một cây miếng vải, rồi quý vị cột sáu cái nút lại đi. Rồi quý vị, nếu mà quý vị mở một cái nút ở chính giữa, quý vị có thể mở được sáu nút không? A Di Đà Phật, chắc không, phải không? Thì như vậy thì quý vị phải làm sao? Phải theo thứ lớp. Có nghĩa là từ cái nút 1 mở rồi, cái nút 1 nó mở thắt được rồi, thì lần tới nút 2, nút 2 nó lần tới nút 3, và lần tới nút 6 là nút chót. Chứ không bao giờ quý vị lần vào nút thứ 3 mà quý vị mở mà nó tung hết sáu nút kia được hết á. Do đó trong cái bài thơ này Đức Phật gọi là mà cởi nút thì phải theo thứ lớp. A Di Đà Phật. Bởi vì trong tu hành mình phải vô lượng kiếp tu, chứ không phải là quý vị dục tốc mà bất đạt, không thành tựu được. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị được làm thân người là quý vị đã vô lượng kiếp tu rồi đó. Thầy nói vậy để cho quý vị hiểu đó. Chứ quý vị đừng nói là vô lượng kiếp và tới bao giờ tôi sẽ thành đạo. A Di Đà Phật. Quý vị được thân người là đã vô lượng kiếp rồi. Vô lượng kiếp tu rồi mới được thân người như vậy. Do đó cố gắng tu để mà thành tựu cái đạo quả. Như vậy thì Đức Phật rõ giải rõ ràng trên con đường tu hành thì giống như là cái người cởi nút, và phải theo thứ lớp. Giả dụ như sáu cái nút nó ở phương thế khác nhau, nếu mà người muốn cởi thì phải theo thứ lớp, như vậy mới cởi được hết nút. Khi mà lục căn quý vị là thí dụ cho nút đó, lục căn quý vị là sáu nút đó, mà nó được cởi hoàn tất rồi, nó không còn dính vào trần nữa, thì tâm của quý đại chúng tự động tịch tịnh và thanh tịnh. Khi mà quý vị tu đó, mà quý vị thấy rằng cái tâm của mình nó đã bắt đầu tịch tịnh đó, thì lúc này quý vị nghiêng về cái căn của mình, trong lục căn của mình nè, mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nè. Quý vị thấy cái căn nào mà nó giúp cho quý vị đi sâu vào ở trong cái tịch tịnh, đi sâu vào cái sự nhập định, quý vị chọn căn đó tu. A Di Đà Phật. Vì vậy mà Đức Phật nói nơi các căn chọn tánh viên thông, là Đức Phật muốn nói chỗ này. Quý vị phải biết rằng cái căn tánh của mình, có người thì nhĩ căn rất là thanh tịnh, có người thì nhãn căn rất là thanh tịnh, có người dị căn rất là thanh tịnh. Chẳng hạn như quý vị thấy Dược Dương Bồ Tát, Ngài là cái người đại sĩ mà thương xót chúng sinh. Do đó đường tu của Ngài là dùng những thuốc men để cứu độ chúng sinh. Do Ngài muốn cứu độ chúng sinh, thành ra Ngài thường đi vào ở núi để hái những cái cây lá. Và mỗi lần mà hái những cây lá vậy đó, Ngài ném cái hương vị của nó để tìm ra vị thuốc. Do Ngài ném cái hương vị như vậy đó, như vậy là Ngài tu về cái vị căn, về cái lưỡi đó. Ngài tu về cái vị căn. Ngài tu lâu dần, Ngài ném nhiều cái hương vị quá, thành ra Ngài không còn phân biệt cái gì nữa. Nhờ cái lưỡi nó đã đi vào trong cái tánh duyên cái thông, tất nhiên là nó không còn cái sự phân biệt được cái gì nữa, thì Ngài mới chứng lên cái đạo giải thoát, tất nhiên là Bồ Tát.
Đó là thầy thí dụ cho quý vị nghe thôi. Rồi bây giờ thí dụ như cái lỗ tai của quý vị nó thường rất là thanh tịnh hơn các căn khác, thì quý vị chọn cái lỗ tai để tu. A Di Đà Phật. Trong sáu căn quý vị phải tự biết chọn một cái căn để tu. Là tại vì cởi nút mình chỉ cần một nút mình cởi à. Khi mà quý vị cởi được cái nút rồi đó thì năm nút kia nó phải hoàn nguyên ngay. Một cái nút mà đã được tự tại thì năm nút kia nó tự tại ngay. Như vậy thì quý vị phải chọn cái căn của mình, có cái căn nào mà nó dễ để đưa quý vị vào ở trong cái viên thông, vào ở trong cái thiền định, thì quý vị dùng cái căn đó tu. Thì lần lần tất cả quý đại chúng sẽ đạt được cái tánh chân thật của bản tâm. Đó gọi là tánh viên thông. A Di Đà Phật. Nếu mà quý vị hằng sống trong cái bản tâm mà quý vị tu thiền định đó, lúc mà quý vị tu thiền định quý vị được sự thanh tịnh rồi đó, quý vị xả thiền, quý vị đứng lên, quý vị cũng nằm trong sự thiền định thanh tịnh đó, đó. Thì tất nhiên là quý vị vào được trong cái nhập lưu, tất nhiên là sống hoàn toàn chân thật trong cái bản tánh thanh tịnh. À, giờ thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như ngày xưa quý vị ngồi thiền 30 phút, cái tâm của mình mới ổn, mới thanh tịnh. Ngày hôm nay quý vị tăng lên 2 tiếng thì tâm quý vị mới thanh tịnh. Rồi khi quý vị xả thiền, quý vị đứng dậy, quý vị đi đứng đứng dậy đi làm mà tâm quý vị vẫn thanh tịnh giống như quý vị ngồi thiền, đó là cái điểm tốt đó. Quý vị tu đúng rồi đó. Tất nhiên là tâm đã hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy thì quý vị mới đạt được cái quả chánh giác. Như vậy quý vị thấy cái chữ nhập lưu trong cái phương pháp tu. Cái chữ nhập lưu này có nghĩa là quý vị sống hoàn toàn tỉnh giác trong cái bản tâm thanh tịnh mà nhờ cái căn quý vị tu hành nó viên thông nó vào được. Quý vị hiểu rồi ha. Thức A Đà Na rất là nhỏ nhiệm. Tập khí tu hành như là nước dốc. E lầm rằng chân hay phi chân, nên tôi thường không diễn giải. A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng khi mà Đức Phật diễn giải cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là đại thừa, ngài mới nói đến cái thức thứ 8 là A Lại Gia thức, là cái thức mà chứa nhóm tất cả những cái chi tiết từ vô lượng kiếp quý vị đã sống qua, từ vô lượng kiếp quý vị đã tu hành. Chứ còn mới đầu ngài đứng dậy ngài thuyết pháp, ngài chỉ nói về cái đạt đến cái chỗ mà vô ngã thôi. Mà đạt đến cái sự vô ngã chỉ là mới cái thức thứ 7, tức là đạt mạt na thức. Trên 49 năm trên cái đường mà hoằng pháp lợi sinh đó, về cái đại thừa đó, Đức Phật thuyết pháp rất là trễ sau này, bởi vì ngài muốn để cho tất cả quý đại chúng cái sự hiểu biết nó được rành rành rẽ, rồi ngài mới nói đến cái thức thứ 8. Còn lúc trước đó thì Đức Như Lai ngài chỉ thường dạy tất cả những cái các chư đại đức tu hành thì nên cố gắng phá cái thức thứ 7 là mạt na thức. Mà phá cái thức thứ 7 mạt na thức là phá cái bản ngã để mà về được đạt được cái câu sanh ngã chấp. Có nghĩa là tiêu diệt được cái bản ngã tôi ở trong người. Như vậy thì một cái vị A-la-hán là một cái vị đã phá được cái mạt na thức, là cái nguồn gốc của câu sanh ngã chấp. Còn cái thức A-đà-la-na này là thức thứ 8. Nó rất là vi tế và nhiệm màu. Nơi cái thức thứ 8 này nó chứa đựng tất cả những chủng tử thiện lành, những chủng tử mà quý vị đã tu học qua, quý vị đã sống qua trong vô lượng kiếp. Và nơi đây nó cũng là nơi mà tích tụ tất cả những cái tập khí của chúng sinh. Do đó quý vị nào tu mà phá được cái thức thứ 8 thì quý vị sẽ lên cái ngôi đăng địa đẳng giác Bồ Tát. Và từ cái ngôi đăng địa đẳng giác Bồ Tát này, quý vị sẽ phân thân trong 10 phương. Để chi? Để quý vị tiêu trừ những tập khí và những cái trần sa hoặc nó còn tích tụ trong tâm, đến khi cho nó dứt sạch hết thì quý vị mới đạt được cái đại viên cảnh trí của Như Lai. Và Đức Như Lai ngài cũng dạy rằng trong cái thức thứ 8 này
là nơi mà tạp khí nó hằng phát khởi, như là cái nước lớn lúc thủy triều. Quý vị có đi biển quý vị coi, lúc mà nước lớn á, sóng rất là to, đánh dồn dập vô. Vì vậy mà Đức Phật mới dạy tu hành đạt quả vị Như Lai thì phải trải qua ba tăng kỳ kiếp. Ba tăng kỳ kiếp này nó mới đủ thời gian để nó đoạn trừ những cái tạp khí mà nó nằm ở trong cái tàng a la gia thức của quý đại chúng. Một a tăng kỳ kiếp quý vị sẽ phá được cái thân, cái tham. Một hai cái a tăng kỳ kiếp quý vị sẽ phá được cái sân của cái tâm. Ba tăng kỳ kiếp quý vị mới phá hết cái tham sân si của cái tâm. Bây giờ cái câu thơ kế tiếp: tự tâm trở lại chấp tâm, không hoại không phải quyển mà thành pháp quyển, không chấp trước không gì phi quyển, còn cái phi quyển còn không sanh. A Di Đà Phật, thầy nói thật, nếu mà trường hợp không tu nghe, đọc bốn câu này thì không biết gì hết. A Di Đà Phật. Do đó kinh Thủ Lăng Nghiêm ít người giảng là vậy, tại vì quý vị cần phải tu thiền, quý vị cần phải hiểu được thiền, ít lắm quý vị hiểu được cái tu thiền của quý vị rồi quý vị mới giảng được những câu này. Tức là cái thức A Đà Na, tức như là A Lại Gia Thức này, nếu mà không được tiêu trừ thì tâm của mình nó hằng sanh pháp, rồi nó sanh ra chấp trước cái pháp của nó đã sanh ra, nên nó mất đi cái bản tâm thanh tịnh. Nó giống như là một cái loài mà kêu là ngu mao ở núi Hy Mã Lạp Sơn. Cái loài trâu này nó màu trắng, nó đẹp lắm quý vị, nhưng mà nó có một cái lạ lùng, cái loài trâu này nó mến tiếc cái đuôi nó vô cùng. Như vậy một vị pháp sư mà giảng pháp mà hay quá rồi đó, họ mến cái pháp của họ. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là Đức Phật muốn nói đây. Như vậy thì quý vị thấy rằng một vị pháp sư khi mà họ dùng cái phương tiện thuyết pháp để độ sinh, nhưng mà vị pháp sư này không chấp pháp thì mới thoát khỏi cái sự khỏi muôn pháp trói buộc. Còn bằng ngược lại, nếu mà chấp pháp thì quý vị thấy sao? A Di Đà Phật, tất nhiên là không thoát khỏi cái tham sân si. Một cái người mà giảng sư lên thuyết pháp mà họ còn chấp pháp, tất nhiên là cái lỗ tai họ còn lắng nghe coi thính giả đang nghe có tán thán mình hay không. Cái thính giả đang nghe có phỉ báng mình hay không. Như vậy mình nói ra lời pháp rồi chính mình bị pháp trói buộc. Và cũng có nhiều vị pháp sư nói ra lời pháp rồi nghĩ lời pháp đó là sự chứng đắc của mình. A Di Đà Phật, đây tức là pháp trói buộc vậy. Nếu mà một vị pháp sư biết rằng cái thuyết pháp mà mình nói ra nó cũng là quyển, thì tự nhiên tâm mình sẽ thanh tịnh. Những vị pháp sư này họ sẽ không bị cái mừng vui hay là buồn bã do những cái người thính pháp họ tán thán hay là khinh chê. Thuyết pháp mà không chấp pháp thì mới phá được cái tướng thị phi nhân quả, mới đạt được cái chỗ mà phá được cái chấp pháp. Cái người mà phá được chấp pháp thì sao? Lên cái ngôi đăng địa Bồ Tát. Câu thơ kế tiếp: pháp quyển làm sao thành lập được, ấy gọi là quyển Tam Ma Đề, bảo giác chắc như kim cương dương, không nhiễm tịnh như diệu liên hoa. Như vậy thì quý vị thấy trên đường tu hành, kể cả những người mà đạt những cái pháp cao thượng, nếu mà không chấp một pháp của mình thì không có có trụ nơi pháp, thì tự pháp nó tự diệt mất, tức là pháp quyển không thành lập được. Quý vị nên nhớ rằng mọi ngôn ngữ quý vị nói ra, dầu cái lời thuyết pháp của bậc đại sĩ, cũng là pháp quyển. A Di Đà Phật, nương nơi pháp quyển này dạy chúng sinh thôi, chớ đừng để cái pháp quyển này trói buộc lại cái tự tâm của mình. Nếu quý vị phá được cái pháp quyển này thì tâm quý vị hằng được tịch tịnh, gọi là chánh định, hay còn gọi là Tam Ma Đề. Chữ Tam Ma Đề là cái tiếng để chỉ cho chánh định. Quý vị nên nhớ rằng những người mà tu mà vào đại định rồi đó, họ không có cái xuất nhập. Xuất nhập là chỉ cho những người mới tập tu, họ có nhập định và họ có xuất định. Nhưng mà những người mà đã đại định rồi, tất nhiên là đi đứng nằm ngồi, họ đều nằm ở trong cái bản tánh thanh tịnh.
Thành ra quý vị thấy rõ ràng là cư sĩ